Rồi, chào mừng anh em quay trở lại kênh Người Rừng Bình Phước nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em thuần con gà rừng rặc. Con gà này thì mình bẫy nó cũng được lâu rồi, được từ đầu mùa năm ngoái đó. Nó ăn tơ á, cựa nó mới nhú thôi. Cửa nó mới được một chút xíu à, đến bây giờ là mình thuần nó cũng được à, được 5 tháng à, 4 5 tháng à. Tại vì con gà này là nó cũng kêu bẫy đúng là ở gần nhà đó. Mình nghĩ là nó chắc cũng lai rồi, gọi là ép rừng á, chứ không được rừng rặc đâu. Đó. Ép rừng cho nên mình thấy mới thuần nó cũng đơn giản hơn là mấy con gà rừng rặc. Gà rừng rặc chắc chắc không thuần nổi đâu. Gà thuần thì rất phải kiên trì các bạn ạ. Tức là thời gian đầu á là mình phải nhốt nó ở cái lồng kín đó, sau đó là đến bữa ăn là cứ kêu mình hít sáo á, mình thổi sáo á, mình kêu nó. Đó, mình kêu nó xong rồi đến đúng bữa nha, đúng giờ nha. Cái này là nếu bạn nào mà muốn thuần á là phải phải kiên trì các bạn ạ. Kiên trì với lại có thời gian mới thuần được. Chứ còn không thì bỏ cuộc đi, nuôi đã khó rồi, nó thật nuôi đã khó rồi, nuôi sống đã khó rồi chứ nói gì đến 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 việc thuần đâu. Chứ còn bạn nào thật rảnh, thời gian rảnh thì nên thử thôi, chứ còn theo mình thì không nên nuôi cái thể loại rặc với ép rặc này đâu. Nó vừa tốn công và vừa mất sức mà lại không có hiệu quả kinh tế. Tại một số người cứ gọi điện hỏi có gà rừng rặc không, có thì có nhưng mà nhiều khi bắt từ chuồng này qua chuồng khác nó chết à, hay bị chết với nệ nó không tập tịch tập 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 tính của nó là rất là nhát. Nó chỉ cần nhìn thấy người thôi là nó đã tung tung sầy đầu luôn, máu đầu luôn, là tự nó chết luôn đấy. Không ăn uống, bỏ ăn bỏ uống luôn, nó chết luôn đó. Họ đang ăn uống bình thường cũng chết luôn đó, nó bị đường ruột thì nó bị chết rồi, nó nhiều bệnh lắm, gà rừng rặc nhiều bệnh lắm. Mà nuôi thì lâu, cực lâu luôn. Đó, tức vừa nãy mình chia sẻ là nó cách thuần đúng không, là nó phải ăn đúng giờ đó, và lâu lâu bạn phải cho mồi tươi như thịt bò, sâu hoặc là dế đó, là bởi vì bọn rừng rặc nó rất thích ăn mấy cái đồ tươi như vậy đó. Thì đúng giờ, ví dụ hôm nay cho ăn 9 giờ, ngày mai cũng phải cho ăn 9 giờ đó, cho nên là quen đi á, quen cái nếp đi á đó. Sau khi là nó ăn quen rồi thì các bạn sẽ nhốt nó vào cái bổi đó, để cho nó quen người đó, quen người đi qua đi lại đó. Nên là cứ đúng giờ là kêu đúng giọng đó, hít sáo đó là nó sẽ quen đó. Sau đó được khoảng ví dụ như là 2 tháng hay hơn tháng rồi đó, khi mà nó đã quen tiếng người và đúng giờ đúng giấc ăn rồi á, chúng ta sẽ tiến hành cho treo lên cây. Treo lên cột á, đứng cây á. Khi đứng cây quen rồi á, nó có thể một vài đầu nó sổ ra, nó rớt xuống, nó treo ngược nó lên á, cứ kệ nó treo một hai lần thế là nó quen, nó sợ. Đó, thế là bắt đầu là cứ ngày nào các bạn cũng cứ treo như vậy, rồi để cho thật đói mang đồ ăn đến là cho ăn trên tay. Đó. Dần dần nó sẽ được thôi. Nói chung là cứ kiên trì và phải đúng thời gian nhé. Đó. Thậm chí là mang đi uống cà phê hay là mang đi đâu cũng ôm nó theo luôn á. Đi suốt ngày luôn á. Đó. Một số kinh nghiệm và hướng dẫn là thuần gà rừng rặc như vậy đó. Hoặc là nếu mà nuôi, các bạn nuôi từ nhỏ. Đó, nuôi từ nhỏ xong bắt đầu là thuần từ lúc bé luôn á, xíu xíu vậy á. Chạy đi đâu đi đấy nuôi bộ luôn á. Nhưng mà nuôi như vậy chắc khó lắm, khó sống lắm. Vì cái giống này nhiều khi nuôi nó lớn lớn một chút là nó chết rồi. Bạn nào có nuôi được thì mới biết được.
Đó là một số kinh nghiệm là của mình là như vậy đó. Nếu mà bạn nào có kiên trì thì làm thử ha. Đấy, rồi chúc anh em thành công nhé. Anh em nhớ đăng ký kênh để xem những video khác hay hơn nhé. Rồi, chúc anh em vui vẻ. Xin chào.